Trời, sao tự nhiên anh tới sớm quá vậy? Anh làm em ngạc nhiên quá. Em cứ tưởng đâu là anh có mời bạn bè này kia nữa chứ. Đúng rồi. Năm nay anh không có mời bạn bè như những năm trước. Tại vì đây là lần sinh nhật cuối rồi. Tại vì sắp tới anh đi nước ngoài du học rồi, không có nhiều thời gian cho chúng ta, nên mình làm sinh nhật ở phòng thôi. Anh muốn không gian riêng cho hai đứa nói chuyện. Vậy là giấy tờ thủ tục anh làm xong hết rồi hả? Sao mà nhanh quá vậy? Chừng nào anh đi vậy? Nếu như không có gì thay đổi thì cuối tuần này anh đi. Trời, sao mà gấp quá vậy? Sao mà... Anh không cho em biết trước gì hết vậy? Em an tâm đi. Bây giờ thời buổi công nghệ mà, quà tới bển anh sẽ thường xuyên gọi điện cho em nha. Vậy ha. Để anh mở bánh kem ra. Tè ten. Dễ thương không? Cái con này á là anh nè, con này là em. Cái này là anh lựa hả? Em có thích không? Dạ thích. Chết rồi, anh không có hút thuốc nên không có hột quẹt. Thôi kệ đó đi, mình tượng trưng thôi. Rồi bây giờ em ước đi. Thở Bỏ luôn. đi em. Chắc là cái sinh nhật này em sẽ nhớ dữ lắm.